Xin chào các bạn đến với bản tin Vlog bóng đá của chúng tôi. Sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. FIFA Day tháng 6, tuyển Việt Nam tăng điểm bậc nhất Đông Nam Á. Thái Lan bỏ lỡ cơ hội thăng hạng. Đội tuyển Việt Nam là đại diện Đông Nam Á thi đấu thành công nhất trong loạt trận FIFA Day vào tháng 6 năm 2023. Màn ra mắt suôn sẻ của huấn luyện viên Tuzier. Hai trận đấu với Hồng Kông Trung Quốc và Syria diễn ra theo những kịch bản khác nhau. Những kết quả cuối cùng đều là chiến thắng 1-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Tuzier đã trở thành một trong những nhà cầm quân có sự khởi đầu tốt nhất cùng đoàn quân áo đỏ với hai trận toàn thắng. Qua từng trận đấu, chiến lược gia người Pháp đã dần thuyết phục được người hâm mộ. Lối chơi kiểm soát bóng và triển khai tấn công một cách chủ động đang dần trở nên quen thuộc hơn với các cầu thủ. Đặc biệt trong trận đấu gặp Syria, đội tuyển Việt Nam đã có nhiều tình huống lên bóng nhịp nhàng và đẹp mắt. Sau hai chiến thắng, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm tổng cộng 8,53 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Nhờ những điểm số này, những chiến binh sao vàng tăng 2 bậc từ vị trí thứ 95 lên thứ 93 thế giới. Thầy trò huấn luyện viên Tuzier sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội tuyển Thái Lan bỏ lỡ cơ hội thăng hạng. Trong cả hai trận đấu gặp Hồng Kông Trung Quốc và Đài Bắc Trung Hoa, đội tuyển Thái Lan đều được đánh giá cao hơn. Nhưng dù triệu tập đội hình gần như mạnh nhất bao gồm hàng loạt ngôi sao như Đăng Đa, Chanathip, Subhachok, Voi Chiến vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Đoàn quân dưới quyền của huấn luyện viên Mark Poking bị Đài Bắc Trung Hoa gỡ hòa ở những phút cuối cùng và chỉ thắng sát nút 1-0 trước Hồng Kông Trung Quốc. Việc không tận dụng được tối đa những cơ hội tích lũy điểm số khiến đội tuyển Thái Lan vẫn nằm ngoài top 18 châu Á sau loạt trận FIFA Day vào tháng 6. Voi Chiến sẽ phải bước vào vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với một vị trí trong nhóm hạt giống số 3. Malaysia vươn lên ngoạn mục. Trước loạt trận đấu tháng 6, đội tuyển Malaysia đứng thứ 25 châu Á. Vị trí này sẽ khiến những chú hổ phải đá hai trận vòng loại thứ nhất World Cup 2026. Nhưng rồi đội bóng từng lọt vào bán kết AFF Cup 2022 đã vươn lên nhờ vào tính toán hợp lý. Hai đối thủ mà Malaysia lựa chọn cho loạt trận tháng 6 là quần đảo Solomon và Papua New Guinea đều không được giới chuyên môn đánh giá cao. Để rồi nhờ hai chiến thắng liên tiếp, đội tuyển Malaysia thu về điểm số đủ để leo lên vị trí thứ 23 châu Á, đồng thời tránh được việc phải thi đấu vòng loại thứ nhất. 24 đội đứng đầu được vào thẳng vòng loại thứ hai. Những kinh nghiệm quý báu. Dù không được hưởng niềm vui chiến thắng tại FIFA Day vào tháng 6, song đội tuyển Indonesia lại xuất hiện trên nhiều trang báo quốc tế nhất. Đội bóng xứ sở vạn đảo có được vinh dự thi đấu giao hữu với nhà đương kim vô địch World Cup Argentina. Chênh lệch giữa hai bên là rất lớn, nhưng các cầu thủ Indonesia vẫn thi đấu tự tin và khiến đối phương gặp những khó khăn nhất định. Hậu vệ An Song Huy thậm chí còn khóa chặt được ngôi sao đá khoa Man United, đó là Garnacho. Những đội tuyển còn lại có lịch thi đấu tại FIFA Day vào tháng 6 là Campuchia, Myanmar, Singapore và Philippines. Huỳnh Như phải ngồi xe lăn, đội tuyển nữ Việt Nam lo sốt vó. Huỳnh Như khiến đội tuyển nữ Việt Nam lo lắng với tình hình chấn thương của mình trong chuyến tập huấn tại châu Âu. Chiều nay 17 giờ giờ địa phương, đội tuyển nữ Việt Nam đáp chuyến bay từ Warsaw, Ba Lan trở về thành phố Frankfurt, Đức. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Malik Chung sẽ còn 3 ngày tập luyện trước khi có trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Đức vào ngày 24 tháng 6. Với sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt Nam tại Warsaw, các thủ tục xuất cảnh và ký gửi hành lý diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Chuyến bay của đội tuyển nữ Việt Nam kéo dài 2 tiếng, hạ cánh tại sân bay Frankfurt. Đáng chú ý, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như khiến người hâm mộ đội tuyển nữ Việt Nam lo lắng khi không thể tự mình di chuyển, phải ngồi xe lăn và nhờ một nhân viên hàng không Ba Lan đẩy tới máy bay. Được biết, Huỳnh Như dính chấn thương ở trận thua 1-2 của đội tuyển nữ Việt Nam trước U23 Ba Lan. Dẫu vậy, tình trạng không ảnh hưởng tới cơ hội dự World Cup 2023. Ngay khi vừa rời khỏi sân bay, thầy trò huấn luyện viên Malik Chung đã gặp phải cơn mưa rào khiến hành trình trở về khách sạn bị chậm trễ. Đội tuyển nữ Việt Nam tới khách sạn đóng quân lúc 21:30. Dù vậy, tinh thần các cầu thủ vẫn vui vẻ và thoải mái. Công Phượng, tôi thấy mình đá không tệ. Ở trận thắng 1-0 trước đội tuyển Syria, tiền đạo Nguyễn Công Phượng được huấn luyện viên Philippe Chuzier xếp là chính. Trong suốt 45 phút thi đấu trong hiệp 1, cựu tiền đạo của Hoàng Gia Lai thi đấu năng nổ, hỗ trợ và phối hợp nhuần nhuyễn với các đồng đội ở các tình huống tấn công. Đáng chú ý ở phút 35, Công Phượng suýt chút nữa đã có thể ghi bàn cho đội bóng áo đỏ. Cụ thể, Quang Hải tung ra cú ra chân rất dẻo ở bên trong, Công Phượng có mặt và đánh đầu nhưng rất tiếc bóng đi vọt sang ngang. Sang đến hiệp 2, huấn luyện viên Chuzier đưa Công Phượng ra nghỉ và thay bằng Phạm Tuấn Hải. Ngay sau khi vào sân, số 18 đã ghi bàn thắng duy nhất cho trận đấu. Đánh giá về màn trình diễn của mình ở trận đấu này, Công Phượng cho biết: "Tôi nghĩ mình đá không quá tệ. Dù đây là trận đấu giao hữu, tôi cũng đã nỗ lực thể hiện bản thân." Bên cạnh đó, đánh giá về việc trở lại sau quá trình dài tại Nhật, Công Phượng khẳng định không có nhiều khó khăn. "Tôi chơi lâu năm với nhiều đồng đội trên đội tuyển nên không gặp nhiều vấn đề. Ảnh hưởng nhất là thời tiết vào lúc này, quá nắng thôi." Sau khi trở về hội quân, Công Phượng đã thi đấu 2 trận với đội tuyển Việt Nam và đội U23. Trước đó ở trận đá kín với câu lạc bộ Hải Phòng, Công Phượng là người ghi bàn duy nhất cho đội U23 trong trận thua 1-2 trước đối thủ. Kết thúc dịp FIFA Days, Công Phượng cùng Văn Toàn sẽ sớm trở lại câu lạc bộ để chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo ở đội bóng chủ quản.
Tiền đạo sinh năm 1995 sẽ nỗ lực tìm kiếm cơ hội ra sân thi đấu đầu tiên tại J-League 1 khi câu lạc bộ Yokohama làm khách trước Kyoto FC vào ngày 24 tháng 6. Liên đoàn bóng đá châu Á hết lời khen đội tuyển Việt Nam. Trang chủ của AFC Asian Cup dành cho thầy trò huấn luyện viên Chuzier nhiều lời khen sau trận thắng trước đội tuyển Syria. Chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước Syria nhận về nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Khác với sự chệch choạng ở trận đấu đầu tiên, các cầu thủ đã chơi kết nối và tạo ra được nhiều cơ hội hơn ở trận đấu thứ hai. Sau trận đấu, trang chủ AFC dành cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier nhiều lời khen ngợi. Cụ thể, AFC Asian Cup viết: đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ mạnh là đội tuyển Syria. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Phạm Tuấn Hải. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier mang đến một trận đấu hấp dẫn, đẹp mắt cho khán giả Việt Nam. Bên cạnh AFC, hàng loạt tờ báo Đông Nam Á cũng hết lời khen ngợi màn trình diễn của đội bóng áo đỏ. Tờ Siam Sports giật tít: những chiến binh sao vàng thật phi thường. Hoan hô đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Syria ngày FIFA Days. Trong bài viết, tờ báo này chỉ ra rằng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Chuzier, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất tốt, họ đánh bại cả đội bóng xếp trên là đội tuyển Syria. Bên cạnh đó, một số nhật báo thể thao của Indonesia như CNN hay Super Bowl cũng ngả mũ thán phục trước chiến thắng của đội bóng áo đỏ. Ngoài ra, người trong cuộc cũng thừa nhận đội bóng áo đỏ đã có sự tiến bộ vượt bậc. Huấn luyện viên Hector Cooper của đội tuyển Syria cho biết sau buổi họp báo: thực sự, đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn. Tôi biết rằng huấn luyện viên Philippe Chuzier đang dẫn dắt cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam có chiến thuật rất tốt, khiến đội tuyển Syria nhiều thời điểm khó thu hồi bóng. Nhìn chung, ông ấy đang làm rất tốt công việc của mình. Sau khi hoàn thành dịp FIFA Day vào tháng 6, các cầu thủ đã trở về câu lạc bộ để chuẩn bị cho hai vòng đấu cuối cùng tại giai đoạn 1 V-League 2023. Các trận đấu sẽ quay trở lại vào ngày 24 tháng 6 tới. Câu lạc bộ Hà Nội từ chối chiêu mộ lại Quang Hải. Đội bóng thủ đô hài lòng với bộ khung hiện tại và không có ý định chiêu mộ lại tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành chuỗi ngày FIFA Day vào tháng 6 với 2 thắng lợi trước đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc và đội tuyển Syria. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chuzier sẽ được cộng 8,53 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Sau khi FIFA Day kết thúc, các cầu thủ sẽ ngay lập tức trở về câu lạc bộ để chuẩn bị cho hai vòng đấu cuối cùng tại giai đoạn 1 V-League 2023. Tại đây, tương lai của Quang Hải đang là câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây, theo nguồn tin, câu lạc bộ Hà Nội không có ý định chiêu mộ lại tiền vệ người Đông Anh. Đội bóng thủ đô hài lòng với lực lượng nội binh hiện tại và hy vọng Quang Hải sẽ tìm được một bến đỗ phù hợp với năng lực và khát vọng của bản thân. Trước đó, ngay khi trở thành cầu thủ tự do, người đại diện của Quang Hải đã được một số câu lạc bộ tại V-League liên hệ. Tuy vậy, nhiều khả năng Hải Con sẽ đầu quân cho câu lạc bộ Công an Hà Nội ở giai đoạn tiếp theo của V-League 2023 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Sau khi trở về Việt Nam, Quang Hải nhanh chóng hòa nhập cùng đội tuyển Việt Nam. Ở hai trận đấu giao hữu, tiền vệ sinh năm 1997 đều được huấn luyện viên Philippe Chuzier bố trí đá chính. Những đường truyền của Quang Hải trong các trận đấu vừa qua cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Về phía câu lạc bộ Hà Nội, đội bóng thủ đô đang có 19 điểm sau 11 trận đấu và tạm thời đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Mới đây, nhà vô địch V-League 2022 cũng đã nói lời chia tay hai ngoại binh là Lucao và William. Trong đó, Lucao sẽ gia nhập câu lạc bộ SHB Đà Nẵng để cùng đội chủ sân Hòa Xuân chinh chiến ở những trận đấu sắp tới trong cuộc đua trụ hạng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!